là chị xích sang một bên để bọn em chụp hình với. Ơ được toàn thì toàn đứng vô giữa không à, thì là lát là nép nép. Lên xe, cái xe nào đủ rồi lên nhá, không không. Nhớ để số xe nha anh nhá. Mỗi người quân nhân chúng tôi có thể góp một chút sức vào công cuộc chiến thắng đại dịch của đất nước, và hy vọng rằng mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm về việc phòng chống, như là cùng nhau góp sức cho công cuộc chiến thắng dịch bệnh này. Với tâm lý là một cái người điều dưỡng hay bác sĩ gì ạ? Là học viên học viện quân y ạ. Mình là học viên thì mình trẻ tuổi và mình trẻ tiền cái lòng tuổi trẻ của mình như thế nào để mà góp sức cho thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung. Đối với bản thân mình tự ý thức và cũng như là đã được các thầy cô cũng như là cán bộ, các thủ trưởng truyền đạt lại nhiệt huyết, và mình sẽ cố gắng hết sức mình giúp đỡ tất cả mọi người nếu như mà có thể, và trong tầm kiểm soát của mình có khả năng bao nhiêu thì mình sẽ cố gắng bấy nhiêu. Thank you.
chia sẻ cái nhiệm vụ lên đây để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung là quyết tâm như thế nào để góp phần đẩy lùi dịch bệnh đó. Thực ra thì bọn em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế từ lâu để sẵn sàng chi viện cho bất cứ nơi đâu chứ không chỉ mỗi Việt Nam. Thì em và cùng các đồng đội thì vào đây với tinh thần quyết tâm đánh thắng dịch Covid. Biết rằng là quân đội là mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, đây là một nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội, coi như là một nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội. Cho nên trong mọi tình huống tác chiến là bọn anh, tất cả các cán bộ y sĩ đều phải thực hiện theo đúng những cái gì được đào tạo và ở tình huống nào cũng có phương án. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.